untuk hiburan sahabat semua dan untuk sahabat-sahabat kita yang dah berjanji insyaallah mudah-mudahan. Vào rừng cắm cọc căng dây khắp nơi, người đàn ông thu hoạch thành quả bất ngờ sáng hôm sau. Người này đã thu hoạch được gì? Một người đàn ông mang theo những sợi dây dài và đi thuyền trong đêm khuya đến một bìa rừng ngập mặn gần biển. Ông cắm cọc khắp bìa rừng để căng những sợi dây này ra. Người đàn ông này đang định làm gì? Khi đã làm xong xuôi mọi việc, ông liền lên thuyền và ăn tối vì công việc tưởng chừng đơn giản này lại tốn không ít công sức. Sau đó, ông nghỉ ngơi và chờ đợi cho đến khi trời sáng để thu hoạch thành quả của mình. Sáng tinh mơ, ông đã dậy và đi vào khu rừng ngập mặn để kiểm tra kết quả. Thật bất ngờ, những con cá to lớn đã mắc câu và lúc này ông chỉ việc gỡ nó ra khỏi dây. Thì ra đây là cách bắt cá vô cùng độc đáo của người Malaysia. Xem video. Cách làm là đóng cọc và căng những sợi dây dài, ở trên dây có buộc những dây câu có gắn mồi để nhử cá ăn. Khi thủy triều lên thì đàn cá sẽ đi sâu vào khu rừng và mắc lại trên lưỡi câu khi thủy triều rút đi. Loài cá mà ông bắt được chính là cá trê, danh pháp khoa học Coelurifer, một loài cá da trơn thường sống trong các vùng nước nội địa hay ven biển của mọi châu lục, trừ Nam Cực, nhưng chủ yếu nhất vẫn là môi trường nước ngọt. Belum sampai, tapi alhamdulillah ada jugalah hasil hari ini senilong untuk hiburan sahabat semua dan untuk sahabat-sahabat kita yang dah berjanji insyaallah mudah-mudahan.